Ngày xưa ở Vương quốc Dracula đã xảy ra một chuyện lớn lớn lớn, một chuyện động trời. Nếu muốn biết chuyện lớn như thế nào, chuyện động trời như thế nào, đón xem đi, kể hết mất hay. Chào mừng đến với lớp học của Dracula. Mở cửa đón môn sinh. Anh ơi, sao từ nãy giờ em bay không được vậy? Ăn cho mập thay rồi bay không nổi. Dạ con nói nó. Nói rồi mà, kiêng tinh bột đi. Nó trời nó nghe nè, vô lớp của anh á, đừng có lố. Mấy em lố không có bằng anh đâu. Không, tin đi. Không, không tin. Anh, mày lố bằng tao hả? Tin rồi. Rồi. Thank you, thank you, thank you. Anh ơi, mới 6 giờ chiều mà anh điểm trang, bộ anh tính đi vũ trường hả? Không em, quỷ già như anh mà không make up ra đường như ở chuồng vậy đó. Tội mà. Nè, giới thiệu tên đi. Dạ, em tên là Dracula La La. Ừ, còn em? Dracula La 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 La. Tên rất là dễ nhớ. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, nên anh yêu cầu Dracula La La và Dracula La La phải hoàn thành tốt những nhiệm vụ của anh bằng cách Dracula La 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 hãy hỗ trợ cho bạn Dracula La La La, và bạn Dracula La 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 cũng phải hỗ trợ cho bạn Dracula La La. Nếu không, anh sẽ đánh rớt. Lúc đó, Dracula La 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 và Dracula La 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 sẽ bị ba má là... Ghê hả? Tập suốt cả một đêm. Nè, bây giờ sẽ là bài học đầu tiên của chúng ta. Đó là bài học về sự phản xạ. Tại sao ma cà rồng chúng ta cần phải nhanh gọn lẹ tiếp cận con mồi và biến mất? Bằng cách nào anh? Bằng cách này. Đây, đây là cái gối mà thủy tổ đã để lại cho chúng ta. Các em hãy bày tỏ lòng kính trọng. Dạ. Tổ đã chứng. Này, bây giờ chúng ta hãy nghe và làm theo động lệnh của nó. Em sẽ người làm đầu tiên. Yên tâm, không sao, anh sẽ luôn bên cạnh các em. Yên tâm, bắt đầu. Lắc, vặn, nhấn, chuyển cho bàn kế bên. Vặn, lắc, nhấn, chuyển cho bàn kế bên. Nhấn, vặn, lắc, bạn đã hoàn thành tốt. Đơn giản đúng không nào? Dạ. Nhưng đó chỉ mới cấp 1, anh sẽ tăng lên cấp 2. Bắt đầu. Lắc, vặn, nhấn, đổi chỗ với bàn kế bên. Kẹp vô nách bên phải, chà 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 chà. Kẹp vô nách bên trái, chà 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 chà. Chuyền cho bàn bên trái. Ngửi. Ngửi đi anh. Ngửi. Ngửi đi anh. Cái máy bị hư à? Máy không hề bị hư. Ngửi, không ngửi là thua. Ngửi. Bạn đã hoàn thành tốt. Yeah! Em ơi, chưa Tết mà sao ngâm củ kiệu trong kẹt cửa sớm vậy? Thôi được rồi, mình qua bài mới nghe. Ê, không có được, chơi cái này đang vui mà. Chơi cái này đang vui. Chơi đi, anh ơi. Phụ ra, phụ ra, phụ ra. Chọn cái này vui quá, tăng lên cấp 10. Kẹp vô nách bên phải, chà 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 chà. Chuyền qua nách bên trái, chà 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 chà. Chuyền cho bạn bên trái, xong rồi quăng xuống đất. Dậm 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 dậm. Chuyền cho bạn bên trái, liếm. Liếm đi anh. Liếm. Liếm đi anh. Không liếm là thua. Thua đó. Không liếm cũng được mà. Mày tới đi, mày tới đi tao. Mày tới đi, dùng đi. Dùng đi, mày tao đẩy cho. Anh ơi. Ổn chưa anh? Cảm ơn em, anh đã bình ổn. Bây giờ các em hãy quên hết những gì anh đã dạy đi ha. Chúng ta sẽ cùng nhau đi thực hành. Hút máu người. Nhưng mà anh ơi, cái này là tụi em đang thực tập. Mà lỡ ra đi bị người ta đánh rồi sao? Yên tâm, anh có đem theo thuốc trị bá thương. Chúng ta sẽ cùng bay tới một nơi xa. Này Dracula La La, hãy nắm vào áo của ta. Và Dracula La La, hãy nắm vào áo của Dracula La La. Còn ta, ta sẽ nắm vào áo của em. Chúng ta sẽ bay về quê hương của các loài dơi. Ở đâu? Đầm dơi. Tới nơi. Bên kia có hai bạn nhỏ. Anh sẽ qua giao lưu và hút máu nó. Yeah. Chào hai bạn.
Ủa hai bạn đang làm gì vậy? Chào bạn. Hai đứa tôi á đang bắt ba khía nhưng mà giờ chuyển qua chơi nhảy dây rồi. Vậy hả, cho mình chơi với? Không được. Sao vậy? Ở đây hả, nhiều mũi quá, làm sao mà chơi? Vậy để mình đổi mũi cho các bạn chơi nha. Vậy mà. Ráng đi, mùa này làm ăn khó lắm. Lâu quá vậy? Từ từ, đang thuyết phục nó đây nè. Từ từ nha. Mấy em, hợp thể. Hey. Quạt máy siêu cấp. Ủa? Sao hai bạn thành hai con đuông dừa rồi? Bạn quạt mạnh quá, bay tụi tôi với mũi đi luôn rồi. Vậy để mình hút các bạn lại nha. Hợp thể. Hey. Xong. Trời ơi, quạt cái gì mà mạnh quá vậy? Mũi về một đống luôn rồi kìa. Bà nội, đây là Cà Mau là phải có mũi. Không có mũi sao là Cà Mau hả? Làm gì vậy? Phun mũi, mũi ngập họng nè bà. Nói vậy thôi, không đuổi mũi cũng được mà. Sao không nói sớm? Cho tôi đỡ mệt. Ráng đi em, làm hài khó lắm phải đâu, chuyện đùa với đội Minh Nhí hoạt hình mới vui. Ê cười, tưởng cái này không vui chứ. Vui mà. Dễ hả? Vậy giờ các bạn cho mình xin tí quyết được không? Trời ơi, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Ủa, nhìn là thịt siêu nạc, mà sao không miếng máu nữa hết vậy? Làm sao mà có máu được? Bởi vì tụi tôi đã chết rồi. Xạo nè, đang chơi vui gần chết là gì? Tụi bay diễn gian dối, mới nói lần đầu cái tin liền nè. Thiệt đó, tôi đi vô trong rừng nước bắt ba khía, chẳng may bị ba khía kẹp vô lỗ mũi, chảy máu cam cho tới chết. Còn tôi còn thê thảm hơn nó. Tôi chưa kịp xong pha cứu nó đã bị mũi hút hết máu, chết. Tụi tôi là ma. Mạnh mẽ lên. Nhiệm vụ mày là đi mà. Sao lết không vậy? Mấy em đỡ anh. Dạ. Ủa, mà có cái gì phải sợ dữ vậy? Tụi mình là ma giống nhau mà. Sợ vậy? Làm gì phải sợ? Tụi mình giống nhau mà. Ủa, mà mấy bạn là ma thiệt hả? Ủa ma gì mà ngu quá vậy? Hút máu là phải kiếm người hút chứ không có kiếm ma hút được. Hút ai? Nè, ở đây á chút nữa sẽ có cuộc chinh gánh cho quyết điền hang đây. Lúc đó tha hồ mà hút. Núp. Giữa đêm khuya thanh vắng, sao có một đoàn trai áo đen mà đi núp lùm, giống như là ma giữa rừng. Nhưng mà em học sợ ma, xin mời anh trao giùm em. Chào các tráng sĩ. Chào tiểu thơ. Dạ. Ủa sao vậy? Em là ai đi qua chốn này, còn anh là ai trong cuộc đời em đây? Em là ai mặc kệ em đi, quan trọng là bây giờ em bán cháo. Ế quá, mấy anh ăn giùm em nha. Cho anh ba tô. Ba nồi cũng được. Ôi thơm quá. Đây, sẵn cho mấy anh nè. Xin mời. Thơm. Xin mời. Xin mời, đây. Các em, no chưa? Dạ no. Cảm ơn. Dạ. Đi. Khoan, đi đâu mà dội mà vàng, kim ngân chưa trả hãy hoàn cho em. Này các em, kim ngân là gì? Dạ thưa, theo tiểu đệ được biết, kim ngân là tiền đó. Dạ. Thế các em có đem theo không? Thưa không. Đi. Đến đi. Mày đi hả mày?
sốc dầm chưa? Anh nói cho mày biết trước ha, dám bắn cháo một mình ở giữa rừng là không phải dầm dừa ha. Mày quậy á, ăn giật hả? Chị ơi, xin đừng vuốt. Không có vuốt nữa, kỳ này tao xuyên tụi bay, tao đi làm dơi nướng mồi. Xin dừng tay. Ê, làm gì vậy? Làm gì thế ghê? Chị nướng em. Ôi, đừng nướng. Trời ơi, nè, ta hùng thôi. Để dành cho mấy người mà chuyên mà ăn giật á. Chứ không lẽ giữa đường, giữa xá lỡ người ta làm rớt tiền, ta mất tiền. Cái mình đánh người ta, mình giết người ta coi sao được, hiểu không? Bây giờ bà ngoại ta dạy, sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Gì vậy? Giác ngộ. Anh ơi, đừng bỏ qua người con gái tốt. Hỏi em, cháu Quyết bên đàn, chồng con đã có hay còn rảnh rang? Anh hỏi thì em xin thưa, chồng con không có nhân tình đu đeo. Nhân tình của em là ai? Là ta. Giờ phải được ra. Thôi à! Múa xong quất mà tranh thủ múa hoài. Vinh. Dạ. Anh đang nằm ngủ. Anh nằm mơ thấy một cái giấc mơ rất là kinh khủng. Sao? Anh mơ, anh thấy em bị một cái thằng khác giật trên tay của anh. Anh mới hoảng hồn, anh chạy ra đây. Thì ra sự thật là như vậy. Em kỳ quá à. Anh sống ở đây một năm trời, anh cua em hoài không dính. Thằng này nó mới tới đây thôi, nó nói cái gì mà nó cua em dính là sao? Tại vì ta thích mũi thiệt, ta không thích người mũi sữa. Ta mũi thiệt. Mũi thiệt. Làm thử vậy được không nè? Thôi làm coi, làm coi. Làm vậy cho gãy mũi hả con đi? Mũi sụn. Ta biết. Em tránh vô. Gì vậy? Gì vậy? Để cho hai thằng đàn ông nói chuyện với nhau. Ồ, sợ. Vô đây. Vô đây nói nè, chuyện nghe. Thằng kia dám cua ghệ ngay lãnh địa của ta hả? Các em đâu? Tấn công nó cho ta. Ra đây. Đánh vô cái mũi. Ê, nó nghe nè. Dù gì? Mày đánh chỗ nào cũng được. Làm ơn mày đừng có đụng vô cái lỗ mũi của tao. Nghe, 30 triệu đó nha mày. Mũi cái nào mà mắc vậy? Mắc mà đẹp. Không dám. Xấu quá. Con mình mày chê à. Các em, chuẩn bị. Ta là sư huynh, ta bay. Còn ngươi, ngươi là sư đệ. Ngươi đi bộ. Chấp luôn. Vô. Yeah. Hợp thể. Người thấy sao? Người thấy cái môn võ công super bằng tạ của ta như thế nào hả? Thua, đầu hàng. Muốn chiếm ngôi vị của ta hả? Không có dễ đâu. Đừng có chọc gan của tao. Ngang, ngang, tao giống sư phụ của tao lắm đó. Thế mà ghét ai ngang là ghét cho tới chết. Đứng lại. Quá đáng luôn. Ta thấy người quá đáng rồi. Ta mà ta là em ngươi mà ngươi đánh ta chúa nhũi vậy luôn hả? Coi được không? Em vẫn còn binh nó sao? Trời đất ơi, tụi bay đập nát cái gánh cho quyết cho ta. Trời ơi, thấy ghê. Chúa xối. Trời, cái gì vậy? Ta đắc cu la mà. Người dám hành hung bà ngoại và cô bé hoàng khăn đỏ hả? Gì vậy? Em già có chút xíu mà cứ ghen bà ngoại. Em là Đa Cú La La, còn đây là bé Trinh bán cháo huyết cha ơi. Đúng rồi. Không phải cha ơi. Ủa, thay đồ lẹ vậy? Tôi là cô bé hoàng khăn đỏ. Ủa, sao lại tên Trinh? Ôi, hồi nào giờ đâu có ai biết cô bé hoàng khăn đỏ tên gì đâu, đúng không? Thì mình quy định cổ tên Trinh đi. Đúng không? Gì thì chó sói đâu? Chó sói trong này nè. Hả? Là chó sói, ngươi đứng lại. Ui da, đau quá. Ui da, đau quá. Có sao không? Ây da, ta đau quá. Thuốc nè, uống đi. Có sao không? Tiếng gì vậy? Đạn nó văng ra đó. Hay quá. Thấy trong người sao rồi? Sư đệ, dạ, ta đối xử với ngươi không được tốt. Vậy mà ngươi cứu ta là sao vậy? Dạ, tại vì có cô bé quạt khăn đỏ dùng tình thương cảm quá em. Vậy em hả? Dùng tình thương em cảm quá anh. Ồ vậy hả? Vậy ta sẽ dùng tình thương của ta
ta không có cảm hóa mà ta xin xỏ bốn trụ. Bốn trụ làm ơn làm phước cho đứa em của em bốn con mười nghe. À, cảm ơn. Đạt anh thật là tuyệt vời. À, nhưng mà nè, làm gì làm đừng cướp bạn gái em nghe. Bạn... Ê! Nói bậy không mà nha, đầu vợ vợ, ta muốn chỉnh các ngươi nhiều cái lắm á. Trời ơi, sao các ngươi nói vậy? Ta là con người, các ngươi là con thú, làm gì có tình yêu được. À. Chẳng qua ta chơi chung các ngươi á, là ta chỉ muốn là cái tình thương của con người dành cho muôn thú thôi. À. Ta muốn ha, bằng tình thương của ta, ta lan tỏa cho các ngươi lan tỏa cho muôn thú, làm cho cuộc sống trở nên đáng yêu hơn, có giá trị hơn. À. Đừng có làm điều xấu xấu lắm, bà ngoại ta không thích đâu. Dạ. Hey. Chính vậy. Ta